Cái này chị phơi giường nha chị. Nó lên nhận lính từ này, nó hơi đóng lông ở trong mát. Gần Cốt coi cầm cái à? cốt ghép của nó này nè, cốt chính của nó nè. Nãy hôm qua đâu 12 qua nó cầm nè, cô chú chị không? Quá trời cốt chính này lại liền đầu chân nè. Gần Dạ. coi 13 của chú anh chị mình đây, một cây siêu bông bình lợ ha, phơi giường của chú anh chị mình, cô chú anh chị già lên như dễ gồng cho nó lên ha. Đó, nó già cây dữ Cầm vậy tôi luôn, chị cái cốt cốt mọc này lù quá chị coi, coi cốt quá trời, cái cốt cốt ơi. gì bự dữ thằng không. Dạ. Đây Cái là này đẹp. tết là bông là quy vu luôn, giờ lên lô kim chưa có tí. Và đặc biệt là cái tàn nhánh đó cô chú anh chị, xuất sắc luôn cô chú. Dạ em kính chào cô chú anh chị mình đã quay trở lại kênh của em nha. Dạ ngày hôm nay thì em tiếp tục ghé bên vườn mai của chị Ngân cô chú ơi. Hôm nay chị Ngân tiếp tục lên một số cái mặt hàng mai để giao lưu với cô chú mình ha. Có nhiều giống hoa rất là đẹp luôn để cho cô chú anh chị mình sưu tầm làm giống và chơi Tết nha. Dạ em mong là cô chú anh chị mình xem hết clip và ủng hộ cho bên vườn nha. Dạ em chào chị Ngân Rồi ha. em xin chào chị ha, rồi xin chào tất cả cô chú anh chị vàng cả nước ha. Hôm nay em quay cho clip với em đây một số giống mai như là cua hồng Thanh Tú, giả hú Đức Xuân, Sài Gòn cho mình lại nha. Những học trò ha, mong được sự ủng hộ của chú chị gần xa. Nam lên một số 1 của chú anh chị mình đây. Dạ rồi, mã Số số 1 1 luôn. cho dễ luôn. Quanh cái này là được 13 đúng của chú anh chị mình đây. Và cái cây này nó duyên với cái Cong lá lắc. thân á, đúng rồi. Ừ. Nhìn nó lạ ghê ha. Đây là Cây này nó duyên dáng. vàng ngòn. Cao 33. Tán ngang 42. Dạ. Tán bay của nó là được 76. Dạ rồi. Rồi cái này giao lưu mình giá 1 triệu rưỡi em bao phí ạ. 1,5 triệu nha cả nhà ơi, hoa hồng Thanh Tú già mùa ha, và cái đế này nó độc chiêu lắm của chú anh chị. Nó cực kỳ cưng luôn ha. Rồi, cô chú mình tham khảo cây này giùm em nha. Cái dáng nó rất là duyên luôn. Số tiếp theo luôn Số ha. 2 của chú anh chị mình đây, một cây cúc bạch mai của chú anh chị, dòng hoa là từ 24 36 cánh nè. Em coi nút nụ nè, em lấy bò rồi nè, nút nụ như này cho nè, Nụ nó rất là chắc luôn á cô chú ú anh chị ú mà. Đây, không. bạch mai ha, cúc bạch Cây mai. này được tầm vài chục nụ nha chú anh chị mình, quá Dạ. trời nụ nè, Này có lẽ là sẽ sớm mà cô chú, nhưng mà mình nửa thích sưu tháng nữa tầm là ha. mình thấy mặt bông rồi. Ừ, nó nổi Quanh là lên cho được mình 17, coi nè. tổng củ là 50, Rồi. chiều cao 46, tán ngang là 44. Cái này giao lưu mình giá 600 em bao phí ạ. Dạ, 600 ngàn cho em này cô chú Cúc mình. bạch mai. Dạ. Số 3 là một em siêu bông bình lợi, dáng thú nôm cô chú. Cây này hình thú Ồ, cây nó nè. Rồi xanh cái tốt quá cốt chị này ngờ. chị Ngân ơi, quá trời cốt. Lại Trời mê ơi, cái mấy giống cây làm thiệt sao tình mà nó luôn á. tốt nè, Mập. khủng khiếp. Quanh là được 16. Dạ. Tổng củ đế của nó là được 72. Chiều cao 56. Tán ngang là được 73. Rồi cây này giao lưu mình giá 1 triệu em bao phí ạ. Dạ 1,000,000 cô chú ơi, Cái này cây đời này. đầu nha chú anh chị mà. Dạ. Đừng so với giá mới ghép nè. Xứng đáng đồng Xịn tiền bát sò luôn. gạo của chú mình, bao bông 100% luôn ạ. À. Rồi mã số. 4. Dạ, mã số 4 luôn. Một cây siêu bông Sài Gòn lá nhỏ nha chú anh chị mình. Quá trời cái tràng cây này 4 mùa nha chú anh chị Giống của mình nè. chú Sáu Bình Dương cô chú Cây mình này luôn phôi vườn nha chú anh chị mình. ha. Cái tàn nó tròn giống như mặt bàn luôn á. Quá trời. Nó Đế cộng đế lực lực ha. dạ đúng rồi, cây này siêu đẹp luôn cả nhà. Đúng chất luôn Hoành ha. được 32 đúng. Rồi. 120 là tổng đế. Đẹp quá của chú mình ơi, có cành nè, xuất sắc luôn á. Có phần là được 26. Dạ. Chiều cao 1m1. Tán bự lắm. Tán ngang được 1m2. Rồi. Cái này cho luôn mình với giá là 7 triệu 800 ngàn. Em bao ship cái này khu vực Vũng Tàu lại nha chú anh chị mình. Dạ rồi. Trời ơi, cây này mà Tết nở một cái là xuất sắc luôn cô Quá chú đẹp. mình ơi, rực rỡ luôn ha. Cây này rất đẹp luôn nè. Gốc phôi vườn mà đế nó đều vậy hết cô chú anh chị. Đặc biệt là cái cọng mà cốt á, lực 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 không à. Để thắng lại cái em cho cô chú mình coi. Đó, cô chú mình coi nè, cái cốt nó cỡ này nè. Cái cốt nó bự hơn con tay cái nha cả nhà. Nhìn cây rất là lực luôn. Mua cây này là xứng đáng đồng tiền bát gạo ha. Tàn kính chịch luôn cô chú anh chị. Rồi em qua mã nha cô chú ơi, mình tham khảo giúp em ha. Mã số tiếp theo là mã số 5 nha. Số 5 cây siêu bông bình lợi. Trời ơi cái cốt. Cốt cái tàn Quá hết trời sức cái luôn. cốt. Phải nói sao cái cốt mà đẹp gì đâu mà đẹp. Này đế thú luôn nè cô chú anh chị. Cốt phải nói là xuất sắc luôn cả nhà mình nè. Hàng già mùa nha chú anh chị mà. Dạ. Gần năm hả chị em ha. Đúng. Bình là được 10 rưỡi tính 17 luôn. 46 là tổng đấy. Chiều cao được 62. Tán ngang được 64. Cái này giao lưu mình giá 900 em bao phí ạ. Dạ, 900 ngàn cho em này bao phí của chú mình đây. Trời ơi, mã số tiếp theo cô chú anh chị Số ơi, đừng bỏ 6 của qua chú anh nha. chị mình đây. Một siêu phẩm luôn cô chú. Ồ cái này đế, cái này kiếm đâu ra được, cái này chị phôi giường nha chị. Nó lên nhận lính từ này, nó hơi đóng lông ở trong mát. Gần Cốt coi cái cầm cốt à. ghép của nó cái này nè, cốt chính của nó nè. Nãy hôm qua đâu 12 qua nó cầm nè, cô chú chị không. Quá trời cốt chính này lại liền đầu chân nè, chân Dạ. coi này rồi. Sao chưa chen được à?
Đây, em sẽ quay cái máy ở trên đây. Nó liền đầu còn có một miếng ha. Gốc ngọn cái này bút măng nhau chứ anh chị mà. Dạ. Giả Phủ Đức này đi quay vòng không chứ anh chị mà. Cây này xuất đang sắc vô luôn. chậu tàu xịn sò luôn. Cây mà lớn gì mà em vô trong chậu có 3 rưỡi rồi chị ạ. Là biết cây nó mạnh cỡ nào ha. Ép chậu nha cô chú anh chị mình ơi. Hoành thân của nó là được 28 ạ. À. Dạ hoành 28 cô chú anh chị. Đặc biệt là cái đế là giống như cái bàn tay luôn cô chú. Không đụng hàng luôn. 63 là tổng đế. Cây này là xuất sắc nhất rồi cô chú. Sổm nôm là 30. Khó khăn là được 46. Dạ. Chiều cao 1m1. Tán ngang được 1m15. Rồi. Rồi, cây này em vô lưu mình với giá là 10 triệu 500 ngàn ha. Cây này em vô xe khu vực Vũng Tàu lại như chú anh chị mình. Dạ, 10 triệu 500 ngàn cô chú ơi. Một cái phải xích nói là luôn đó, cây khoai này chơi vườn. Tết là rực rỡ luôn cô chú. Dạ, Khoai Thủ vườn Đức, nha. khoai vườn. À, Thủ Đức thì hoa nó bền cô chú anh Cái chị này nha. út cốt rồi, nhà út cốt, cốt vừa lớn này. Chứ cái nào để tàn thưa ra cái là chắc mấy mét luôn. Dạ, thường là Con ngắn. bonsai á, thì không có để cái tàn nó dữ lắm cô chú. Đa số là rút cốt nhiều ha. Cây này chuẩn bonsai luôn nha cả nhà mình. Quá trời đẹp cái đế của chú ơi. 10 triệu 500 ngàn cho cây Dạ. mã số 6 luôn. Cái hàng hiếm có nha cô chú anh chị. Mã số tiếp theo ha. Tiếp theo là cái mã số 7. Ừ. Cây siêu bông mình lại cốt quá trời cốt chứ cái này nè, cốt. Cái đế nó cũng quái quái nè. Hồi cái cốt trên nha cô chú anh chị. Hết hồn cái cốt luôn. Cái này ghép được 4 bò. Hoành là được 15 rưỡi. Dạ rồi. Tổng củ đế của nó 66. Cái này quá trời, cái này chơi tích ok luôn. Chiều cao 82. Có là nụ kim của Tán chú. ngang 70. Rồi. Cái này vô lưu mình giá 1 triệu mốt. Em bao phí luôn chú anh chị mà. Cái Dạ. này bao đẹp nè. Triệu mốt nha cả nhà mình ơi. Dạ rồi, mã số tiếp theo luôn cả nhà mình. Số 8 của chú anh chị mình ơi. Số 8 là một cây cúc tây thi ha. Trời Trời ơi. ơi, cái Cái này hàng thì chứ phải nói là khoai vườn đó chị không. dáng trực ha. Đế nôm cực kỳ đẹp luôn. Lan coi cái này lan lên xù nè. Quá trời của chú ơi. Cây này xuất sắc luôn nha cả nhà mình. Này quay phơm trước đi. Quá trời cái chi cành nó nhạo chưa? Này à, quá trời đẹp, cái cốt cành nó nhạo Nó của chú già mức độ ơi. mà Già lên gông phần thù tới luôn. luôn. Cúc tây thì bông lớn nhau chứ anh chị mà. Hoa cực kỳ đẹp của chú. Đọt non còn rõ luôn nha. Hoành là được 29 rưỡi. Yếu yếu 30 tính 29 rưỡi luôn. Tổng cái đế nơ của nó là 104. Quá trời cái dàn đế này đẹp của chú. Khó khăn. Khó khăn là được 40. Cái cốt này của chú mình có cái cốt nè. Mập trời ơi mập. Chiều cao là được 1 mét hơn chuồng tên mét á, thầy em đâu không chắc Đàn thôi. sáng ngang là được 115. Trời ơi cái cây này nó tròn vo cô chú ơi, quá trời đẹp cây này. Rồi cây này cúc tây thi mã số 8 này em vô lưu mình với giá là 9 triệu 300 ngàn ha. Cây này em vô lưu khu vực Vũng Tàu đổ lại nhau chú anh chị mình. Dạ. Tại bự quá em không có đi đóng kiện cổ được, cô chú anh chị mình thông Đẹp cảm lắm nha. cô chú ơi. Nè, xuất Khoai sắc luôn vườn hả? coi là mấy Khoai chục năm vườn rồi nè. đặc biệt là nó già, cái bộ đế của chú nó xù luôn ha. Nói chung giờ kiếm cái phôi dài vậy cũng ít có nha cô chú anh chị. Nè, nó rất là đẹp luôn. Cái cốt là nhạo trơn nha. Rồi, 9 triệu 300 300 ngàn. Bao ship ạ? Mã số 8 cúc tây thi. Dạ. Mã số 9 nha cả nhà mình. Số 9 của chú anh chị mình nè. Là một cúc cây lộn, cây siêu bông Sài Gòn ha. Siêu Cây bông Sài này Gòn cả bốn nhà. mùa chân. Cốt trên động biết bốn mùa bự nè, cỡ này nè. Nằm đầu. Đây, cốt đây cô chú. Trời ơi, cái cốt bự hơn ngón tay luôn. Hoành Cái thân siêu thì được ghê 14 nè. Củ tròn được 21. Hoành nhỏ mà có duyên nha cô chú. Đúng rồi. Già mùa. Ừ. Chiều cao 90. Mấy cái này Tết nay nó bông rực rỡ luôn. Tán ngang được 84. Tàn thông Cái của chú này ơi. giao lưu mình giá 1 triệu tư em bao phí ạ. Dạ rồi, chủ yếu là nó già mùa của chú anh chị, cốt cành nhão trơn nha. Mấy cây này thì cô chú mình cứ yên tâm về mặt bông nha cô chú. Mình sưu tầm á, những cái cây như thế này nè cô chú ơi, xứng đáng luôn ha. Rồi, 1,4 triệu cho em này bao ship luôn ạ. Mã số à. 10. Dạ. Một cây nhiều toàn của chú anh chị mình đây. Nhiều toàn bông ba màu ha, của chú anh chị nào không biết bông. Các bạn em gửi bông của chú anh chị tham khảo ha. Ôi nó Quanh cây này được già. 14 nè. Cốt Hàng quá đôn á trời chị luôn không? chú. Tổng đế của nó 64 nè. Chiều cao chưa dựng ngọn được 55, dựng ngọn rồi chắc mát. Tán ngang cái này được 60. Rồi. Quá xịn sò luôn. Hàng đôn nha chú anh chị mình. Cái này vô luôn mình giá 800 ngàn em bao phí. Rồi, 800 bao phí của chúng mình đây. Tiếp theo của chúng mình. 11 của chú anh chị mình đó, 11 là cái siêu bông Sài Gòn ha. Quanh là được 15 đúng. Có lẽ có cũ mà em ra không được. Cao quá. Cao được 1,05 m. Tán ngang là được 82. Dạ. Cái này giao lưu mình giá 1,4 triệu thôi. Bao rẻ bao đẹp cho mình luôn nhau chú anh chị mình. Cho em coi cái cốt cái gì nè. Trời ơi cái cốt mà cô chú ghép già mùa ha. Cái này bao giống cô chú mình cứ yên tâm nha. Rồi 1,4 triệu 1 cho triệu em này. 400 ngàn bao phí ạ. Ủa nó bự của chú ơi, giống như cái thông luôn à. Số 10 ha.
siêu bông bị lợi. Trời ơi, cái cốt này nhìn cái cốt chưa biết cây này phơi cỡ nào, củ tròn với nhau chứ anh chị mà. Dạ cay lắm á. Người ta em có cắt ngắn rồi nè, đừng cho nó bung nè, bung ghê chưa chứ để Có thuộc đôn được lại là nó sẽ bung mà cô chú. hoành được 20, củ của nó được 28, Dạ. chiều cao 64, ráng ngang 60. Rồi. Này giao luôn mình giá 900 bao phí luôn chú anh chị mình nè. Dạ 900 cho em này á cô chú anh chị. Rồi mã số cuối clip ngày hôm nay cô chú. Cuối clip là cây mã số 13 của chú anh chị mình đây, một cây siêu bông bình lợ ha, phơi vườn của chú anh chị mình, của chú anh chị già lên như dễ gồng luôn cho nó lên ha. Trời ơi, nó già cây dữ Ông dằn luôn cô tôi chú anh chị. cái Cốt cốt mọc này lù quá chị ơi. có cốt quá, trời cái cốt cốt Dạ. gì bự dữ thằng không. Cây này Cái này đẹp. tết là bông là vui vu luôn, giờ lên lô kim chưa quá tí, Và đặc biệt là cái tàn nhánh đó cô chú anh chị. Xuất sắc luôn cô chú ơi nè. này Thành quá đẹp phẩm luôn, luôn á. phơi vườn nha chú anh chị, phơi vườn 100% ha. Dạ cây này đẹp Phơi này quá. mấy chục năm rồi, trời ơi em phụ em nha, kinh phụ cái nó lạc á, là con dính nha Không chị. không là không là đây. Quả nó bự dữ lắm của chúng mình ha. Xích lên cho chị nha. Đây chỗ cái này. Không có được, không được nữa. Rồi hoành là 40, 48 rưỡi tính 47 thôi chứ anh chị mình Quành bự dữ ta. Đây cô chú mình coi kỹ nha. Đó, 47 quá. 47 quành. Còn đó dưới bự dữ nữa. Cái này đang nằm trong chậu 6 chứ anh chị, tổng đế là chậu 6 không có ra được không chứ anh chị mình. Nhưng chị đâu có hoành thế à, tại vì đế dắt chậu 6 chứ không. Trời ơi, cái này nó đang lên sụn, bể sụn lên nữa chị, còn thấy gì con nè. Thấy rồi chị nghe không? Đây nè. Ở trên nữa ha. Thôi chú chị mình coi nè. Trời ơi, xuất sắc luôn cả nhà mình ơi. Đang bể bể đang lên xù nhưng chứ anh chị mà Cái này tết thì nó bông rồi, thứ gì chị nói. chiều cao là được 90, ráng ngang của nó là được 115, 1m15 của chú anh chị mà. Cây này quá đẹp, đang lên xù quá dữ luôn, Thôi vườn nữa cô chú ơi, coi xuất vườn sắc luôn, một già tác lắm phẩm rồi. nghệ thuật nè. Vậy rồi cây mã số 13 này chung bình lợi này em vô luôn mình với giá là 13 triệu ha. Cái này của em cũng vô xe Vũng Tàu lại nha chú anh chị, bự quá em không có đi kiên gỗ được ha, em chỉ vô xe thôi. Rồi cô chú ơi mình chốt cái này về ha. Tết nay mình hưởng một cái Tết huy hoàng luôn cô chú anh chị. Quá đẹp, Quá trời đẹp luôn cô chú anh chị ha. Nói chung là bình lợi thì cô chú mình biết mặt hoa của nó nha. Siêu đỉnh luôn cô chú. Rất là dai ha. Hoa lên chùm nè. lên sụn Và quá lâu tàn nữa nha. sụn. Này chú. Nói chung là coi vườn cô chú anh chị ít có khi nào mà kiếm được cái gốc hoành to mà đang lên sụn như thế này luôn cô chú ha. Khoảng 47 là 47 chưa? 47. 47. Đặc biệt là gác siêu bông bình lợi luôn cô chú ơi. Nó xù mà nó phù xù thấy thương lắm nha. Cái cây này rất là phải thế, nó lùng lực luôn cô chú. Không Dạ, phải mà coi cái dạng nhà cao phú. leo nghêu ha. Cây này rất chuẩn luôn. Rồi, mã này cũng là mã số cuối clip các cô chú anh chị. Dạ đúng rồi. Rồi, cái mã số 13, mã số cuối clip của em hàng cuối clip em cũng xin chân thành cảm ơn các cô chú anh chị đã dành thời gian thôi theo dõi xem hết clip ạ. Thì cô chú anh chị chọn được cây ưng ý mình tự tay mình chăm mình chỉ tới 2025 ạ. Rồi cảm ơn cô chú anh chị ạ. Dạ, em Gặp chào lại cô chú tạm anh biệt chị được ha. chắc ạ. Dạ, em chào tạm biệt cô chú mình và hẹn gặp lại cô chú mình ở video tiếp theo của em luôn nha.